Tiếp đâu? Ông đứng ở dưới kia kìa. Chưa có bị phát hiện, nhưng mà giờ đang đứng ở đó chờ tao, bắt tao về quê liền luôn đó. Vậy hả? Không sao, mày đợi tao chút. Tùy vậy quá phải kẻ. Nó không có được sắc sảo lắm, nhưng không ai phát hiện được đâu. Qua bàn tay nhào nặng của một sinh viên sắp tốt nghiệp như tao nè. Ba bốn của mày bảo đảm là không thể nào phát hiện được đâu. Không hổ là bạn thân của tao, cảm ơn mày nhiều nha. Trời ơi, ân nhân của tao. Chưa hết đâu, mày mốt á, mày thừa kế tài sản qua mày rồi á, trả công tao là được. Đâu, chuyện nhỏ. Tía nói sao con nói vậy y chang như tía nghe. Dạ. Má ơi, má ơi, con đã không phụ công dưỡng dục của tía và sự đầu tư của tía. Con đã không phụ lòng công dưỡng dục của tía và sự đầu tư của tía. Chắc má không muốn nghe đồ đó tía ơi. Sao hôm nay trời nắng chang chang vậy mà cứ sấm chớp hoài ta? Chắc má không muốn nghe nữa đầu tiên. Thời tiết thôi mà đâu có dính vô đây đâu mà đừng lo. Tiếp nè. Má, con xin lỗi má. Bữa nay á, con xin lỗi má. Con vinh quy bái dạ, tổ. Con vinh quy bái tổ. Con mang cái bằng đại học về đây. Mà từ xưa giờ dòng họ mình chưa ai làm được điều này. Hả? Nói vậy luôn hả tía? Nói vậy luôn. Dạ má ơi, bữa nay con vinh quy bái tổ. Con vinh quy bái tổ. Mang cái bằng đại học dạ, về đây. Con mang cái bằng đại học này về đây. Mà từ đó tới giờ dòng họ mình chưa ai làm được. Hả? Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như hóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng.